vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào da vàng một thường dân giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ màng theo sóng. Gió đồng ngàn lao của xào sạc, Sở Dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở viên gành. Giống quá. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc nhấp chén rượu đào nghìn năm kia gần xa. Người mới dõi mắt nhìn sang tháng của cảnh đốc thật bàn con của cái thì nằm lộn gió trong hang, còn con mồi đỡ đôi. Sống trường giang dạt vào trên bến lạnh, ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, cũng chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy gian sao. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn. Thôi thì kha chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang mà thoát khỏi nạn binh đau. Bá quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn Thăng Long sắp mất, quy danh sắp tàn. Đời ta nát tan, trời ơi súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan giờ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn trương thành đổ nát, để vùi chôn thi thể ba quân, cho thịt xương kia khỏi phải bị gót trăm lần nó chà đạp dậy. Một xóm ngai vàng
vẫn thanh quân. Thần dân nổi dậy chiếm cung hoàng, cháu ơi thánh thượng vô tâm qua, bốn chục năm rồi không viếng thăm. Ngài tiếp được Tấn Dương viên thăm nhỏ ơn mưa mốc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối mù. Tôi phận cung nhân chẳng cuối rồi đêm đó tiếp được dời đến cung vua, nghe Tân Dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu. Trời ơi tiếp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ dán lại, xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua, hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán thăm người xưa cảnh cũ. Tân Dương bảo người xưa chính là Trầm Đô. Hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng. Nàng bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong cung lâm, muôn bức tường cao vẫn ngàn đời sần sần, chôn chết cuộc đời người cung nữ già nua. Hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay, họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây mình có đoán được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? Nghe là biết liền. Yeah. Kim Tử Long thấy là trên sân khấu chúng ta có bốn giọng ca của bốn danh ca: Minh Dương nè, Tấn Tài nè, Minh Cảnh nè và Mỹ Châu. Tôi nãy tôi nghe đầu tiên tôi rợn óc của tôi hết á. Đó là tôi nghe tôi tưởng là sư phụ tôi hát. Đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. À vậy bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ giới thiệu ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả biết về mình trước đã nha. Đầu tiên là người hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ai, bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? Dạ em là Bình Trọng, em đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. À Kiên Giang. Bình Trọng. Tiếp theo xin mời bạn. Em là Thanh Hiền, em đến từ Kiên Giang. À là hai bạn này là cùng quê luôn, có cùng đoàn luôn không em? Dạ không ạ. À. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc của em thì cũng buôn bán này kia. À nào giờ mình có tham gia một cái chương trình nào đó về ca cổ chưa? Cũng mê lắm nhưng mà chương trình này là chương trình đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên dám xuất hiện trên truyền hình luôn. Chứ còn bình thường mình ở dưới quê là mình có đi hát đám tiệc hay là mình có tham gia ở phường xã mình không? Nói chung cũng có, thí dụ như mấy cái tụ điểm mà ca uống cà phê này kia đó thì nói chung mình cũng đi. Ví dụ như tuần người ta làm hai lần, một lần gì đó thì mình cũng có tham gia, ca không ca thì mình ngồi đó mình nghe. Giống như là mình đi hát với nhau á phải không em? Dạ đúng rồi, hát với nhau. Đi hát với nhau. Mà điều nói chung là mình hát rồi cái thầy người ta cũng như người ta theo mình không mà chứ mình cũng... Chú Quýnh Đàn là rượt theo mình. Chắc vậy. À hồi nãy thấy ban nhà cũng đổ mồ hôi đó. Dạ tiếp theo xin mời chú giới thiệu ạ. Tôi là Văn Bến, đã đến từ An Giang. An Giang. Công việc của chú bình thường là gì chú Bến? Bình thường chơi hoa kiển. Chơi hoa kiển, trời sao đời đẹp dữ vậy trời. Rồi mình có tham gia ca hát ở quê mình không ạ? Tham gia câu lạc bộ ở quê với ở xã này. Dạ, rồi tháng mình đi diễn chừng mấy buổi chú? Có tháng diễn, có tháng không. Chú ơi, không riêng gì chú đâu, nghệ sĩ tụi con cũng vậy. Đúng rồi. Có tháng diễn mịt mờ, có tháng nằm ở nhà gác chân lên trán hỏi tại sao tháng này mình ế dữ vậy. Nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình với cải lương phải không ạ? Dạ đúng vậy. Dạ, còn tiếp theo mời em nè. Dạ, em Đinh Sơn Tùng,
Em ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ạ. À, em ở Bạc Liêu. Cái giọng mình là cái giọng nó trầm đặc trưng như vậy luôn á hả? Dạ. À, em yêu thích cô Mỹ Châu như thế nào? Đặc điểm đó ra sao? Em yêu thích cô Châu là lúc em còn 9 tuổi là em đã yêu thích cô Châu rồi. 9 tuổi là người ta hát nhạc bé bé bồng bông không hả? Nhưng mà em mê cái Lương. Mê cái Lương từ nhỏ luôn. Dạ. Mê cô Mỹ Châu ở điểm nào? Em mê cô Châu khi xuống giọng cổ nè, cách hát của cô có một cái nét làm cho em, hay là cái số phận của em cũng giống cái giọng hát buồn của cô nữa, nên em mê. Anh thú thật là cô Mỹ Châu là một cái giọng rất là đặc biệt. Dạ. Cổ không có ca dây của dây đào mà cổ ca dây kép không à. Vì vậy cho nên đây là một cái giọng ca đặc biệt mà không có ai mà có thể là mà ca trầm như là cô Mỹ Châu được. Em vẫn là ca dây kép. Nếu em ca được dây xây đào nữa là tuyệt vời luôn. Là còn trầm xuống nữa đó anh Long. Trầm xuống nữa. Trầm xuống nữa. Dòng sau em hát trầm hơn cho anh. Em khùng 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 cái người xuống rồi nè. Thì cái cộng thanh quản mình nó thu lại đó em. Thì lúc đó mình hát chắc trầm hơn. Dạ, đây là cái phần giới thiệu sơ về bốn thí sinh để chúng ta có thể biết các bạn ấy rõ hơn. Vậy thì bây giờ không biết rằng các vị giám khảo có một vài nhận định hoặc là một vài góp ý nho nhỏ để cho các bạn có thể tốt hơn ở vòng thi sau không ạ? À? Mỹ, em nói đi cưng. Anh nhường cho em nói rồi đó hả? Trước hết là Thoại Mỹ xin chào anh Bến và chào ba bạn. Phải nói là khi mà Bình Trọng cất cái giọng lên á, chỉ cần mở giọng thôi là nhận ra liền là ai rồi. Phải nói là em chuẩn luôn á. Chuẩn từng chữ của anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Tưởng đó là anh hai hát chứ không phải là Bình Trọng hát. Giống tới vậy đó. Cảm ơn chị. Chị Mỹ chúc mừng Bình Trọng. Hồi nhỏ tôi cũng ca vậy. Thôi hồi nhỏ anh không có giống được như Trọng vậy đâu. Giống nhưng mà không có được tuyệt đối vậy. Đúng ai hiểu anh Long bằng chị Mỹ hết. Đúng rồi, không ai hiểu anh bằng em đâu à. Hiền thì cất cái câu đầu tiên lên á, chị Mỹ ngờ ngợ. Nhưng mà tới câu thứ hai và cái câu vô giọng cổ mà cái vế hai của em á, là chị Mỹ nhận ra là em ca giống chú Tấn Tài liền. Giống một hai chữ chứ không phải là giống tuyệt đối từng chữ. Nhưng mà em là không có ca nhiều, không có đứng trên sân khấu để đi hát nhiều. Mà em bắt chước như vậy là hay lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Chị Mỹ khen cái tinh thần của em. Còn anh Bến, mấy câu đầu thật sự ra em chưa nhận. Em chưa nhận ra anh ca giống anh Hai Minh Cảnh. Nhưng mà tới có mấy cái chữ mà anh nhấn đó thì em mới nhận ra, em say qua em nói anh Long liền. Rồi, anh Hai Minh Cảnh. Đó là cái rơ ca, cái cách xử lý của anh ca để giống anh Minh Cảnh. Còn Sơn Tùng thì hôm nay chị Mỹ lâu lắm rồi không có gặp Sơn Tùng. Bữa nay thật sự là ngỡ ngàng. Quá ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như hôm nay là Tùng bị khang tiếng phải không? Ồ, khang tiếng chút xíu. Nhưng mà phải nói là hồi đó em thi em đã giống cô Mỹ Châu rồi. Và bây giờ tới hôm nay mấy năm rồi bị khang tiếng nữa. Nhưng mà cái mà em giống cô Mỹ Châu á, thì không có thay đổi. Và thậm chí em còn giống hơn nữa. Chắc là có rèn luyện. Vì yêu mến quá cho nên có rèn luyện phải không? Thì chị Mỹ chúc mừng em cũng như là chúc mừng tất cả bốn thí sinh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và mong rằng cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này sẽ có được mùa 2, mùa 3 nữa để cho những người yêu mến cải lương và yêu mến thần tượng của mình sẽ được đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thoại Mỹ. Và đó là những cái lời nhắc nhở với tất cả các thí sinh đây để chúng ta có thể làm tốt hơn ở cái vòng thi sau. Và bây giờ thì mời các bạn có thể vào trong để chuẩn bị nha. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Ở đây bốn thí sinh giống như là mình trình làng, mình chào sân với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Ở phần thi này chúng ta sẽ chia bốn thí sinh thành hai cặp và họ sẽ trình bày những cái phần song ca, có thể là một trích đoạn hoặc có thể đó là một bài tân cổ giao duyên. Tất cả quý vị khán giả hãy luôn dành cho họ những lời động viên cũng như là những tràng vỗ tay nồng nhiệt để khích lệ tinh thần ạ. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình siết chặt tình,
đêm tối chung chăn thành đôi khi vì nước ruộng nương anh bó bàn thân cài ra nhà không mặc kệ gió lung lại mặc gió lung lay nhà tôi xưa nay dần dày đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy rừng cắm sau lưng tràm mọc tới chân tháng ba khói mù lửa ngoài đồng cấp lâu đời sông mặn mặn từ mùa khô sông chua chua từ mưa xuống đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên xa cách phương trời tôi vẫn nhớ nhớ ánh đèn ghe trái bắt cá biển đông sông nhớ giữa thu linh lan nước khi tràn đồng quằn quại trong chục bó bạc như một bể trâu nước đó là công trình của bao ngày khó nhọc hỡi người bản miền Trung ơi nơi dãy Trường Sơn ngăn đường biển cả bạn có lần nào thấy cái bao bàn đừng lúa ở miền Tây gốc ra nhớ chàng trai làng yêu mến tôi với anh đã từng quen ấm lạnh dẹp dùng người dần cả bước mồ hôi áo anh rất dài quần tôi có hai miếng da nhưng còn tươi buộc da chân không thương nhau tay nắm lấy bàn tay đồng quang sương xuống mình nằm kề bên nhau chờ trăng lên lòng thấy nao nao đêm nay nằm giữa đồng quang thấm dòng sương xuân tôi nhớ tới căn chòi giữ ruộng lúa chín vàng que hương thoảng tư bề ngoài nắng chương xuống chòi không ngăn được gió về mừng làm chi khi bốn bên vách trong một chiếc lớp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đồng thơm
chừng nào quê hương mình mới dứt loạn ly, để dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là tri kỷ. Đồng đâu trong để đồng quan có trai riêng nước hơi tương tư khi gặp lại bóng trai làng. Vừa lên đến đỉnh đồi dầm sương con về gai tiên cho tu dài lạnh lẽo ánh sao băng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của hai thí sinh Bình Trọng và chú Văn Bến với bài Tình Nước. Dạ, giờ còn rung không? Dạ còn rung. Vẫn còn rung, mình xong phần thi rồi ha. Bây giờ mình nghe coi giám khảo nhận xét góp ý cho mình như thế nào nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì xin chào anh Bến ha, Bến trước đi. Phải nói là cảm ơn anh đã có một cái tinh thần gọi là đến đi, nghệ sĩ thần tượng. Và anh đã đem đến một cái niềm đam mê của anh là anh rất là thần tượng một người nghệ sĩ đàn anh trong cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó là anh Hai Minh Cảnh. Anh Bến có chất giọng giọng riêng của anh, nhưng mà anh có những cái luyến lái, nhất là cái câu vô giọng cổ của anh rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một cái tinh thần khán giả để xem và nhớ đến cái một người nghệ sĩ mà coi như là suốt bao nhiêu chục năm trời đã cống hiến cùng với lại ngành sân khấu cải lương này. Tuy rằng là hơi nhút nhát sợ sệt, nhưng mà em tin rằng là anh nên cố gắng hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình vào trong mình sẽ có những cái mà coi như là những cái tốt của mình để mình đem ra mình thể hiện, và phải khá hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn. Dạ, Bình Trọng, phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ em. Xuất sắc lắm Trọng ơi. Cảm ơn chị. Một thế hệ trẻ, một nghệ sĩ trẻ thần tượng một người coi như là một nam danh ca, một nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Mà em ca, chị nói là ngồi ở dưới này ba vị giám khảo và tất cả khán giả đều lắng tai nghe cái sắp nhịp của em hòa quyện và lại dàn nhạc, phải nói rằng là nó, chị nói thật sự rằng là chị rất là ngưỡng mộ em, rất là cảm ơn em rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một tài năng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó là những lời nhận xét, những lời khen tặng từ phía giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Phải nói là ngồi tại chỗ này cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là một lần nữa Mỹ xin cảm ơn đã tạo ra một cái chương trình nghệ sĩ thần tượng để cho chúng ta có được những người đam mê và yêu thương nghệ sĩ cải lương đến mức độ nào. Thì qua cái bài hát của Trọng và của anh Bến thì cho thấy được mọi người quá ư là giống anh Minh Dương và anh Hai Minh Cảnh. Quá giống cái sự yêu mến đó, và mình nghe nhiều lắm cho nên mới nhiễm đến mức độ đó. Anh và Trọng ca không phải là ca bình thường, ca ở đó Mỹ cảm giác là nó có cái hồn ở trong đó. Đặt để mình vào trong cái bài hát đó, ca bằng cái cảm xúc của mình, nghe nó rất là dễ thương, nó ngọt ngào. Bên cạnh đó nó có những cái lỗi nhỏ của anh Bến, nhưng mà cái đó không sao hết, mình chỉnh được. Còn riêng Trọng thì phải nói là vừa ca giống anh Minh Dương, và em cũng có cái riêng của em. Em sắp nhịp, em sắp chữ rất là đẹp. Người ta nghe, người ta cứ cuốn theo em. Cái đó không phải là dễ. Phải nói là bữa nay là
trọng xuất sắc với một tiết mục này đã được nghệ sĩ Hữu Quốc dàn dựng kết nối yêu thương lại với nhau cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả có một tiết mục dễ thương. Cảm ơn chị Thu Mỹ. Thì không biết rằng là Trọng trước giờ mình đã đi học ca ở đâu chưa? Dạ có học ca ở với mấy chú tiền bối đơn ca tài tử ở miền quê của mình Trọng, chứ cũng được không có được học ở trường sân khấu chuyên nghiệp. Và mình có đi diễn nhiều chưa Trọng ha? Mình Trọng diễn cho đoàn Nhân dân Kiên Giang được cũng 10 năm rồi. À cũng 10 năm, cũng có thể xem như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Cho nên là cái cách của bạn hát, cái nhịp nhàng nó rất là vững và nó lôi cuốn người nghe. Chúc mừng Trọng nha. Nhưng mà Trọng cho chị hỏi chút xíu nha, nếu như không phải là bài của anh Hai Minh Dương hát á, thì em hát có giống không? Dạ cũng giống. Cũng giống luôn hả? Có nghĩa là em nhiễm được cái cách ca của em đi theo luôn vậy đó hả? Ồ, chúc mừng em. Em hãy nói chị Mỹ là chị hãy đợi đấy. Chị hãy đợi đấy. Đường còn dài, chị hãy đợi đấy. Dạ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước tiên thì cho Kim Tử Long chào anh Bến. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Nay 57 rồi. Đó, với một con người 57 tuổi, sức khỏe thì chắc chắn là sẽ không bằng Bình Trọng rồi. Nhưng mà để thể hiện giọng ca của nam danh ca Minh Cảnh không phải là dễ. Vì ca một bài tân cổ mà để ca theo giống anh Minh Cảnh thì phải ca theo nhịp anh Minh Cảnh. Vì vậy cho nên là vừa rồi đó, trong cái bài ca này á, anh Bến anh đã cố gắng anh ca theo nhịp của anh Minh Cảnh để cho nó giống anh Minh Cảnh. Nhưng mà cái nhịp đó không phải dễ. Em rất là cảm kích anh vì anh đã 57 tuổi rồi mà anh ca như vậy là quá tuyệt vời rồi. Còn đối với Bình Trọng á, thì đúng là em là một cái giọng ca giống Minh Dương đến 95% rồi. Nhưng mà trong cái bài ca này á, thì từ đầu em ca giống Minh Dương, nhưng tới cái câu 6 này thì là em ca theo phong cách Minh Cảnh. Và xếp nhịp đó là xếp nhịp của Minh Cảnh. Nếu như ai đã từng nghe Minh Dương và Minh Cảnh ca rồi thì biết hai người sẽ xếp sắp nhịp khác nhau. Luôn cả Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn có một cái lối sắp nhịp mà người ta nghe tưởng đâu như là đã rớt rồi. Rớt rồi đó. Nhưng mà thật sự không rớt. Minh Cảnh cũng vậy. Còn Minh Dương thì lại nó rộn ràng, nó réo rắt và nó gọi là nó sốc dễ sợ lắm. Cảm ơn anh và Bình Trọng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng cùng với lại chú Bến đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ mình có thể vào trong chuẩn bị cho phần thi sau nha. Dạ thưa quý vị, đúng là áp lực lắm mà. Bởi vì các thí sinh của chúng ta cũng có nhiều người không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là nhiều khi hát theo bản năng, hát vì niềm đam mê, vì sự yêu thích của mình. Cho nên chắc chắn cũng sẽ có những cái điều thiếu sót và những cái lời góp ý của ban giám khảo sẽ làm cho các thí sinh của chúng ta hoàn thiện hơn ở những phần thi sau. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi tiếp theo của thí sinh Thanh Hiền cùng với thí sinh Sơn Tùng với một trích đoạn cải lương nổi tiếng Khi Rừng Mới Sang Thu với phần hóa thân thành hai nghệ sĩ Mỹ Châu và Tấn Tài. Ngoài kia muôn lá rơi, ôi mùa thu ngàn cây tuôn lá vàng. Sương pha trắng ngàn cây như màn che giăng giữa không gian. Mùa thu muôn lá rơi như dòng châu rơi giữa trời. Lệ rơi thương nhớ ai, hay lệ rơi thương cho chính mình. Đêm đã khuya sương rừng xuống lạnh, xin nữ chúa vào trong an nghỉ. Chàng đã đi rồi. Dân gù đã biết. Gù biết ta buồn lắm không? Dạ gù biết. Vậy gù hãy hát lên đi, cho ta vơi nỗi buồn xa cách. Gù hát hầu nữ chúa, gù hát lên. Đây tiếng hát con tim buồn như lời ru nước mắt.
như khách thương cho ai gì đâu, tình phải cách nhau. Ôi tiếng hát lên cao cho ngàn sao, trời khuya cũng khóc. Lệ của chú nào trong đêm làm trăng khuya cũng như ngầm sâu, tình yêu nào không mà ngàn đau thương vắng giữ một đời. Nữ chúa ơi gù vẫn biết phận gù, mặt nam lưng còng không làm sao thay được hoàng phi hài. Gù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời chống gai hiểm trở. Gù chỉ xin được các tiên hát ru để đưa hồn nữ chúa bước trọn vào những cơn mơ diễm ảo trên đời. Những u uất riêng tư gù không sao bài tỏ nên lời, cắn chặt răng cho tiếng đừng khàn giọng, cho hài hòa tròn điệu không trùng bước chân xuân. Nữ chúa buồn vui gì gù cũng chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là gù không chịu được, nên gù vẫn cầu nguyện cho nữ chúa tròn nguyện ước. Trong đau khổ chung thân gù còn có được chút vui mừng. Mùa thu muôn lá rơi như dòng châu rơi giữa trời, lệ rơi thương nhớ ai hay lệ rơi thương cho chính mình. Tôi đang xây đài ghi công cho hoàng phi hài. Dân tôi hạnh diện đem tâm sức mình thọ nhục ghi công để người ta lưu danh bia tạc đời đời. Tháp xẻ quy nghi sừng sững đã chập chung, ngạo nghễ dương mình chiêu gan tuy nguyệt, chiến tích quai hùng được tô phết vàng son. Bia đá trăm năm nhưng vẫn phai màu, làm sao sánh được ngàn năm bia này. Miệng đời sẽ bảo trong từng viên đá dựng, có kẻ đem mồ hôi trộn giả nên hùng. Ngoài kia muôn lá rơi, ôi mùa thu ngàn cây tương lá vàng. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức
trích đoạn Khi rừng mới sang thu. Đây là một cái trích đoạn mà Đại Nghĩa cũng rất là thích, trước đây cũng từng nghe rất là nhiều. Và đặc biệt là với cái đoạn của nhân vật Gù và nhân vật nữ chúa, với phần thể hiện của hai giọng ca vàng, đó là nghệ sĩ Tấn Tài và nghệ sĩ Mỹ Châu. Và ngày hôm nay được nghe hai bạn hát lại mà thấy thương lắm. Không phải thương các bạn thí sinh nha quý vị, mà thương giám khảo. Giám khảo như thầy như cô vậy đó, ngồi cái mặt lo còn hơn thí sinh nữa. Đập nhịp. Đập nhịp một cách cuồng nhiệt. Em có thấy không, lúc mà em ca em thấy giám khảo đập nhịp cho em không? Cảm ơn giám khảo quá trời. Cảm ơn giám khảo quá trời. Nói nghe nè, nếu như giờ giám khảo không đập nhịp rồi mình ca đúng không? Đúng, chắc đúng chứ. Chắc đúng, dạ, đúng, đúng. Dạ đúng. Hồi nãy mình ca mình nhận xét coi mình thấy mình ca đúng chưa. Bây giờ thấy người ta vỗ tay nhiều quá chắc đúng. Trời ơi, ta vỗ tay cổ vũ ông đó ông ơi. Không phải. Nói chứ khán giả luôn luôn là người bạn đồng hành với các thí sinh ha, cổ vũ cho chúng ta có tinh thần hơn. Bởi vì mọi người biết rằng các bạn, ví dụ như em nè, em không phải là dân chuyên nghiệp đúng không? Dạ. Đứng trên đây khớp không? Khớp. Rung. Khớp rung. Rồi sao? Hồi nãy cái nhân vật ông Gù này là ông yêu bà nữ chúa, yêu đơn phương. Tại sao lúc diễn không dám dòm ta? Tại người ta nữ chúa mà đâu dám nhìn mình Gù. Không, đúng đó. Đúng đó. Hay quá. Hay quá. Nói chung là em nhìn lén lén gì không? Rất là dễ thương luôn. Và giám khảo cũng như vậy, đã hỗ trợ từ xa cho các thí sinh để có thể hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Và em xin mời ý kiến từ anh Kim Tử Long ạ. Hồi nãy giờ đó là Kim Tử Long thấy là hai bạn hát, Kim Tử Long thương lắm. Thấy là đúng là Tùng á, em thần tượng Mỹ Châu, hình tượng đó em diễn từng cái động tác nè, từng cái đi nè, từng cái cầm micro nè, cái giống có năm rồi. Giống có năm Mỹ Châu dễ sợ luôn. Còn Hiền, trời ơi, hát cái gì mà không dám dòm người ta luôn. Cái ông Gù này đó, ổng thương bà nữ chúa này, chứ không phải là ổng sợ. Ổng nhìn lén bà nữ chúa này, những lúc bà nữ chúa này bà không có để ý tới ổng là lúc nào cũng nhìn một cách sai đắm, chứ không phải là sợ ha. Còn đối với cái giọng hát của em giống Tấn Tài, có nhiều cái chữ em giống Tấn Tài lắm á, nhưng mà cái nhịp em không giống. Nhưng mà chị á, chị nói thật sự rằng chị có đi hát chung với lại chú Tấn Tài mà. Chị kêu bằng cậu Tấn Tài. Cậu Tấn Tài thuộc từng cái chữ đàn. Cái trường canh của cậu cũng bị chao nhẹ vậy đó. Nhưng mà tại cậu rất là thuộc từng chữ đàn, cho nên cậu ca ha, ca coi như là cậu ca cứ ca nó không có vô trường canh, nó lờ vậy đó. Nhưng mà người ta vô nhịp xuống. Còn em giống được Tấn Tài là cái chỗ em loanh quanh lanh quanh lanh quanh lanh quanh, nhưng mà đến cuối nhịp là em đi xa Tấn Tài quá. Nhưng mà không sao hết trơn á. Ở đây là quan trọng là thần tượng mà em thích đó là Tấn Tài, và em có những cái dấu giống Tấn Tài, vì vậy là quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị cũng rất là cảm thấy rằng là ngồi ở dưới này xem mà phải nói rất là thương lắm và trân quý lắm. Tất cả quý thí sinh, mặc dù các bạn là thế hệ trẻ này, nhưng mà các bạn đã thần tượng những người mà nghệ sĩ là tiền bối đi trước đó. Cho nên rằng là các bạn ơi, các bạn đã làm cho chúng tôi cảm thấy rằng xúc động và trân quý các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến cùng với nghệ sĩ thần tượng. Dạ, mời giám khảo Thời Mỹ ạ. Chỉ biết nói chữ thương thôi. Thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Rất là hồn nhiên, kêu bằng là nó dễ thương làm sao đâu á. Với Hiền á, ca rất là cũng vô giọng cổ giống chú Tấn Tài quá trời. Ủa? Luôn đó. Nếu mà hả Hiền ha, mà biết nhịp một chút nè, thì Hiền ca giống, càng giống chú Tấn Tài nữa, mà ca còn hay hơn như vậy nữa. Còn Tùng á thì thôi, bữa nay thôi, giống cô Năm gì mà giống dễ sợ luôn vậy đó. Thấy thương quá trời luôn vậy đó. Không, chứ bữa nay là hơi không hơi được bị khỏe. Khang hơi. Nhưng mà em lấy lại được liền. Bữa nay thấy được cái bản lĩnh của Sơn Tùng ở trên sân khấu nha. Rồi có nhiều chỗ còn nhiều bạn diễn nữa. Nhưng mà nè, tôi nói cho Thời Mỹ nghe nha, đừng có coi thường Hiền nha. Không biết. Bây biết. Giờ là Hiền là đang là giấu nghề đó. Một chút rồi sẽ thấy. Một mình đơn ca một bài nữa là té ngửa hết. Em đến với cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này do cái lòng đam mê của em yêu bộ môn cải lương và yêu thần tượng của em, phải không? Cái gì mà em mê, em yêu thì cái đó em sẽ làm tốt, cố gắng lên. Mà cho anh hỏi nè, bữa nay mình lên sân khấu lớn có thể là mình rung, mình hát nó hơi rớt chút xíu. Dạ.
Nhưng mà nếu như bình thường ở trong nhà mình á, mình hát có mình ơi mình thôi á, mình có bị rớt không? Cũng vẫn rớt bình thường. Nhưng mà cái giai gù này là em mới hát lần đầu tiên hay là em đã thường hát thường dạ, xuyên rồi? Dạ, hát lần đầu tiên thường thường thì là như em là hát tăng cổ hoặc là ấy không mà không, không có đóng cả lương. Rồi lát qua tới vòng 3 hát mình kìa. Vòng 3 sẽ gắng cố gắng chứ. Cố lên nha. Cố lên nha. Dạ. Cố lên Hiền dạ. Ơi. Cố lên. Dạ dạ rồi. Cố gắng lên. Chúc em với lại chúc Sơn Tùng sẽ làm tốt ở cái phần thi sau. Cảm ơn các bạn. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho hai thí sinh của chúng ta. Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo, trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng, mùi cỏ dài mơ màng nước giếng trong giữa đồi cát mình anh nguyệt mà soi đôi bóng dao kèn dưới đằng phía tôi ghen hoài đánh ra đi giữa đông trung
nơi chân. Ôi, đã quá. Thưa quý vị, Bình Trọng vừa mới hoàn thành phần thi của mình. Mình vừa mới hát xong cái phần đơn ca, mình cảm thấy thế nào Trọng? Giờ Bình Trọng thấy một điều rất là vui là thấy khán giả vỗ tay quá trời. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho mình. Nhưng mà riêng bản thân mình á, mình đã cảm thấy hài lòng với phần thi của mình chưa? Dạ thấy cũng được. Cũng được á. Thấy không có rơi rớt chỗ nào. Còn về nếu mà đi vào chuyên môn sâu thì chắc lẽ chúng ta sẽ phải nhờ đến các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Ôi. Nghe đã quá à. Sao mà ca hay dữ vậy Trọng ơi? Anh Long ơi. Hả? Ca hay của anh Long. Yeah. Ơi. Em nói ca hay là cái chuyện bình thường, nhưng ở đây mà nói là ca giống Minh Dương. Ca giống, quá giống luôn á. Giống mà tới từng chữ xếp nhiệt. Giống luôn. Không cái, nha, cái... Mỹ. No. Anh nói cho em nghe nè. Ngày thường đó, nếu mà đi nghe Bình Trọng hát đó thì vẫn nghe là Bình Trọng, vẫn nghe ra giọng của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay đó, với sân khấu nghệ sĩ thần tượng đó, thì nhắm mắt lại nghe là nghe Minh Dương ca. Tại vì em á, em có một cái ưu điểm, có nghĩa là khi em đi ra ngoài em hát á thì em vẫn là hát tiếng hát của Bình Trọng. Nhưng ngày hôm nay em đến với lại cái cuộc thi nghệ sĩ thần tượng đó thì em lại cố gắng, em lấy hết tất cả những gì mà luyến lái nè, ngân giọng nè, đưa lên mũi nè, chạy chữ nè, mấy cái hơ 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 của Minh Dương là em lấy hết. Coi như không có chừa cái gì hết trơn á. Anh còn nghe một cái bạn diễn của em có nói là một cái tài lẻ của em rất là hay, có nghĩa là em nhái được nhiều giọng. Mà cái giọng mà em nhái được là nghệ sĩ Thanh Nam đúng không? Ồ. Oh. Dạ. Danh hài Thanh Nam đúng không? Bây giờ làm thử đi. Em làm thử, làm thử cho mọi người nghe luôn đi Trọng. Em thử coi, coi đúng như người ta nói không? Thử. Này ai cũng biết hai lúa tôi với ba đời tự ớt giống là anh em thăm giao tri kỳ. Yeah. Vậy thôi hả? Quên. Mấy mươi năm ruộng vườn làm lũ quen canh sông nước đồng quê phơi phơi tâm mơ. Dạ như đó thôi. Nó chỉ giống thôi nhưng mà xuống chưa giống lắm. Nhưng mà em thấy rất là hay. Tại vì đang phân tâm quên kìa. Dạ, là bởi vì từ cái giọng của nghệ sĩ Minh Vương là một cái giọng của kép, kép đẹp, một cái giọng sáng. Rồi qua giọng của chú Linh Nam là một cái giọng hài, giọng hề nữa. Mà bạn làm hai cái màu sắc hoàn toàn khác nhau như vậy là quá hay rồi ạ. Chị chỉ cho em một cái câu như thế này thôi à Trọng ơi. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ôi. Cảm ơn chị Hai. Bình Trọng ơi, em nhớ một điều khi mà em bước vào vòng trong nữa đó, là mình phải tìm những cái gì đặc sắc nhất của Minh Dương để mình thể hiện. Còn ra ngoài thì em có thể em ca giọng của Bình Trọng, nhưng đến với chương trình nghệ sĩ thần tượng này em phải làm sao càng vô trong càng giống hơn. Em mà để mái tóc nữa thì em sẽ giống Minh Dương luôn. Anh ơi, cái đó để những cái vòng sau nữa. Khi mà đến cái vòng mà nhập vai đấy, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Cái vòng gọi là nhập vai thì nhập lúc đó vai. Là các bạn sẽ phải nhập vai thành những cái vai diễn mà những người nghệ sĩ thần tượng đã từng thể hiện qua. Thì chắc chắn lúc đó là sẽ hóa trang rồi phục trang tất cả mọi cái. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận rằng các bạn ấy giống với thần tượng của mình đến mức độ nào. Nè, nhìn thấy cái người này là cái tâm huyết người này, nếu mà đi sâu vào trong nữa nó sẽ còn nhiều cái đặc sắc hơn nữa đúng không? Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Nói một câu gì đó hứa hẹn cho ban giám khảo nè. Dạ thì cũng tới đâu thì hay tới đó chứ vì sao giờ. Trời ơi, bữa nay mấy ông thí sinh của mình nó hiền hết sức luôn rồi đó, cậy hoài mới nói được một câu như đó thôi đó. Và giám khảo cứ chờ đi, khán giả cứ chờ đi nha. Và nếu như Bình Trọng có cơ hội vào những vòng trong thì chắc chắn là bạn ấy sẽ mang đến thêm những cái tiết mục tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng Bình Trọng. Dạ thưa quý vị, khi nhắc đến danh ca Minh Cảnh thì chúng ta biết rằng là người nghệ sĩ này có một giọng hát trời phú rất đẹp. Và cái cách hát của nghệ sĩ Minh Cảnh nó cũng rất là đặc biệt và nó rất là khó để chúng ta có thể bắt chước, giống như là các vị giám khảo nói từ đầu.
đó là ngoài cái làn hơi, ngoài cái chất giọng, cái âm sắc ra, thì cái cách chia câu, cái cách trẻ nhịp của nghệ sĩ Minh Cảnh cũng là một cái điều để không phải ai cũng có thể bắt chước. Và chính điều đó tạo thành một cái điểm nhấn, một cái đặc trưng riêng của người nghệ sĩ tài năng này. Và khi nhắc đến nghệ sĩ Minh Cảnh, chúng ta cũng sẽ nhắc đến một cái bài ca rất là nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu, bài Tu Là Cội Phúc. Và với bài ca này thì nghệ sĩ Minh Cảnh đã càng đến gần hơn với số đông quý vị khán thính giả. Và ngay bây giờ trên sân khấu chúng ta sẽ là phần hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh với bài Tu Là Cội Phúc. Đó chính là thí sinh Văn Bến. Nở quỳ bên chân đền khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu, tinh nữ ơi nguyện do nào người muốn đi tu, vui kinh kệ và quen mùi tính nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay dần dương ở trần, người đi tu vì chán mùi chung đình và cảm thấy cuộc đời là hô thầm rành sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau, tinh nữ mới toàn mượn cửa am thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Làm một nạn nhân của lục dục thất tình
một tâm sự trái ngang, một đoạn đường bi thảm. Tình nữ ơi, người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý. Vậy tình nữ hãy trở về đi, hãy ráng phấn đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực. Chỉ có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. Dạ thưa quý vị, thí sinh Văn Bến vừa mới hoàn thành phần thi của mình với một bài tân cổ mà với cái giọng hát của nghệ sĩ Minh Cảnh. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Anh Bến ơi, trước tiên là em rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Anh là một giọng hát, không phải là anh không thể hiện được hết khả năng của anh, mà em biết được hôm nay anh sức khỏe anh không có tốt. Và đặc biệt hơn nữa là em cảm ơn anh đã giữ luôn cả một cái cách hát của danh ca Minh Cảnh. Vì nếu mà hát cái bài này mà hát mà kiểu dạng mà nhịp bình thường á, nhịp đôi bình thường thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà anh lại ngược lại, anh lại quyết tâm anh hát giống theo cái nhịp của anh hai Minh Cảnh. Nhưng mà em nói cho anh biết, đó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta hát đúng theo cái nhịp đó và thả hồn vào trong cái bài ca thì nó sẽ rất là tuyệt vời, nếu đúng nhịp. Còn nếu như chúng ta hát theo cái nhịp đó mà chúng ta không giữ được nhịp thì nó sẽ loạn choạng ngay lập tức. Đó, thì thấy rõ ràng là anh bị loạn choạng trong nhịp. Nhưng cách ca của anh là chính xác, là cách ca của danh ca Minh Cảnh. Em không biết là hai cái người ban giám khảo hai bên của em như thế nào, nhưng đối với em thì em là người luôn luôn ủng hộ anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Thanh Hằng cũng là người luôn luôn ủng hộ anh. Phải nói trân trọng cảm ơn tất cả quý thí sinh rất là nhiều. Phải nói là anh đến đúng với cái tinh thần là thần tượng. Thần tượng một nghệ sĩ. Và không biết anh có rung không? Anh có rung không anh Bến? Cũng hồi hộp. Cũng hồi hộp lắm hả? Em nghĩ chắc là đến với một cái sân khấu lớn như vậy anh rung là đúng rồi. Nhưng mà em vẫn luôn ủng hộ anh với cái tinh thần của anh. Mặc dù là như anh Long đã nói rồi, anh cố tình anh ca cho đúng nhịp luôn, nhưng mà tại vì mình chưa cứng á, mà mình ca như vậy nó sẽ thành con dao hai lưỡi, cho nên anh loạn choạng. Nhưng mà trong cái loạn choạng đó, mọi người chúng em nhìn thấy được cái cố gắng hết sức của anh rồi, cho nên là tán thưởng anh với cái tinh thần của anh đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Dạ, và chúc mừng chú cũng đã hoàn thành phần thi của mình nha. Kết quả ra sao lát nữa mình biết. Dạ thưa quý vị, chúng ta biết đến nghệ sĩ Mỹ Châu là một giọng ca rất là đặc trưng của cải lương miền Nam. Và cô được phát hiện từ khi mới có 7 tuổi thôi. 7 tuổi là cô đã được nhiều người phát hiện bởi cái giọng ca của mình trong một cái lần cô hát cải lương ngay tại trường. Và đến năm 11 tuổi là cô đã đi qua rất là nhiều những đoàn hát. Đến năm 12 tuổi thì cô được mời về ban Thành Công, rồi sau đó là đoàn Kim Chung, rồi đoàn Thủ Đô. Và đến năm này cô cũng là đào chánh của đoàn Thủ Đô 2. Và với cái giọng hát trầm đặc biệt của mình cũng như là lối ca diễn sang trọng của cô đã lấy được trái tim, tình cảm của biết bao nhiêu thế hệ khán giả. Và cũng chính bởi cái giọng trầm đặc biệt đó cho nên là trong cải lương đã có riêng một cái dây mà ta gọi là dây Mỹ Châu, tức là chỉ có cô Mỹ Châu ca cái dây đó mà thôi. Và ngày hôm nay Sơn Tùng sẽ mang đến cho chúng ta với giọng hát đó, với hình ảnh của nghệ sĩ Mỹ Châu qua bài Xuân Đất Khách. Mời mọi người cùng lắng nghe. Nên lòng cứ mãi
xuân về nửa xuân về nửa. Tuyết trắng rơi nhiều và tay tê mỗi bằng xuân sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị ở quê nhà. Dưa hấu gò công gửi ngô biển qua rượu bà điểm ném chua Thủ Đức cam cái bè măng cục lấy thiêu muối sầu riêng món ngọt biết bao nhiêu cơm nấu gạo nên chồi thôn bát ngát mùi nhang khói lặng trong tiếng pháo mấy cành mai nở rộ đón giao thừa. Trong thấy cảnh xuân xưa ngày về quê cũ vẫn nay lần mãi lưu xuân năm trước hẹn mùa xuân tới xuân năm này hẹn đơn xuân sang âm thầm năm tháng qua mau xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Giáo đường lạnh lẽo đứng chờ chờ vài chiếc lá vật vờ bay trước vô tuyết rơi trăng xóa bên cầu mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi của thí sinh Sơn Tùng qua bài Xuân Đức Khách với giọng ca với hình tượng của nghệ sĩ Mỹ Châu. Em hát cái bài này em cảm nhận như thế nào? Sao mà em hát em tủi thân quá. Sao tủi vậy? Không biết sao tự nhiên em muốn nó rờ rờ nước mắt vậy đó. Một cái sự nỗi niềm cô đơn của một người tha hương, chị cảm thấy chị xúc động lắm. Chị xúc động vô cùng muốn rơi nước mắt luôn. Cảm ơn. Dạ. Có lẽ là bởi vì chị Thanh Hằng cũng đã từng có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, cho nên là khi nghe cái bài này chị dễ chạm vào cảm xúc của mình hơn, đúng không ạ? Nhìn thấy hình ảnh rồi thấy cái dáng của Tùng bước ra, cái chị cảm thấy nó trong cái mùa đông ở nước ngoài nó lạnh lẽo lắm em. Cho nên thấy vậy cái mình cảm thấy mình xúc động quá. Dạ, chị Hằng chắc cũng đã từng nhiều lần đi diễn cùng với cô Mỹ Châu phải không ạ? Có em, chị dạ. Rất là coi như là cùng với lại cô, là quay với cô rất là nhiều luôn. Và cô là bạn thân với của ba chị mà. Chị rất mê cô Năm mà là từ lúc mà chị còn nhỏ. Lúc đó chị ở nhà ngoại là mới có 9-10 tuổi thôi. Là mở cái cassette, băng cassette Tiêu Anh Phụng ra đó, là cô Năm đóng vai Tiêu Anh Phụng. Rồi em của chị là con Ngân Quỳnh. Hai chị em mới giành hát với giành vai, chị quýnh con Ngân Quỳnh. Tại vì chị đòi hát cái vai Tiêu Anh Phụng của vai của cô Năm mà. Dành hát mà người ta dành ổng lợi đánh người ta là sao? Thì đó làm chị rồi quánh miên mà. Tại mê giọng ca cô Năm lắm mà, trong nhất là trong lòng câu. Trong cái lòng câu cô Năm thả phải nói tuyệt vời luôn em ơi. Mê lắm nhưng mà chắc giọng chị nó không có thích hợp với lại cái giọng của cô Năm. Cho nên là chị không dám nữa chứ.
Nhưng mà chị cũng len lén, chị cũng xen vô một hai chữ nào của cô Năm đó để chị đem về cho chị. Dạ, cảm ơn giám khảo Thành Hằng. Xin mời anh Kim Tư Long ạ. Ngày hôm nay thì anh rất là khen em, càng ngày em càng chỉnh chu về mặt ngoại hình. Cảm ơn anh. Em đẹp hơn, em mặc đồ và em chọn cho mình cái phục trang giống như cô Năm Mỹ Châu, gần đến 90%. Tóc tai là như chị Hằng đã nói. Khi mà em ca vòng đầu là anh nói, anh hỏi chị Mỹ Liên, trời ơi ai vậy? Nói Sơn Tùng là nó thôi, Sơn Tùng thì nói làm gì nữa. Nhưng mà về ngoại hình thì anh quá ngạc nhiên. Chị Mỹ Châu được mệnh danh là một giọng hát liêu trai. Vì vậy cho nên là cách em hát là giống như chị. Cách chị hát giống như là chị ru hồn người ta. Nghe không cần phải rỗng rãng đâu, mình mòn ngò nghe. Nhưng mà khi mà nghe chị Mỹ Châu rồi á, là cứ nghe thấm từng chữ, chứ không phải từng câu nữa nha. Từng chữ của chị buông ra thì em có được cái lợi thế đó. Hy vọng rằng với nghệ sĩ Thần Tượng em sẽ được tỏa sáng với chương trình này. Với một cái ngoại hình này thì anh chắc rằng sau cái nghệ sĩ Thần Tượng em sẽ là một nhân tố đặc biệt cho sân khấu cải lương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Dạ, xin mời từ ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ. Chị nghĩ là nếu chương trình này phát sóng ra, cô Năm dù là ở nước ngoài nhưng cô Năm xem thì chắc là cô Năm thích lắm, thương lắm. Và sẽ có rất là nhiều xúc động. Tại vì mọi người ai cũng công nhận là Sơn Tùng giống cô Năm Mỹ Châu. Nhưng cô Năm gọi về cho Mỹ, con phải chỉnh Sơn Tùng lại. Cái câu xuống giọng cổ của cô Năm đừng cố tình như vậy mà phải thả cho nó nhẹ. Đúng, đừng rồi, có quặn xuống để làm cho nó giống, nó cường điệu quá thì nó sẽ không hay. Và nó sẽ không còn giống cô nữa. Đó, cô Năm chia sẻ cái điều đó. Mà em biết, một tài danh, một cây đa cây đề cho mình dù là một lời nhỏ thôi, em thấy rất là quý giá. Và những cái lời của cô Năm dặn dò chị Mỹ, chị Mỹ đã truyền đạt lại cho Sơn Tùng. Và hôm nay Sơn Tùng vô mấy câu giọng cổ từ đầu chương trình cho tới bây giờ thì là Sơn Tùng từng bước em tiến bộ và em thay đổi rất là rõ ràng. Cái cách nhắc nhở của Thoại Mỹ chị cũng để ý đó. Hôm trước thì chị cũng có dịp để hát chung cùng với lại Sơn Tùng. Thì Sơn Tùng có những cái xuống giọng cổ đó. Yeah. Em xuống giọng cổ cái em rất là cố tình để cho xuống giống cô Mỹ Châu. Yeah. Nhưng mà có một cái là phải nói đây là một cái lời coi như là cô Mỹ Châu đã điện thoại để nhắc nhở Thoại Mỹ, nhắc lại cho Sơn Tùng. Đó là một cái điều đáng quý báu vô cùng luôn. Tùng ơi, giữ vững như thế này hoài để mà ghi sâu trong trái tim mình, để một cái ơn nghĩa của một người nghệ sĩ mà bậc tiền bối đã để lại cho mình. Chỉ nhắc nhẹ như thế nhắc thôi. Nhắc nhẹ nay, rồi chỉ nay cho Tùng ca lại đó. Để hôm nay khi mà Tùng xuống giọng cổ nó rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, rất không còn lạ, bị cường điệu như là ngày khác xưa hơn nữa. Trước rất nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo đã góp ý cho Tùng cũng như là những câu chuyện chia sẻ cho chúng ta hiểu rõ hơn về một người nghệ sĩ thần tượng, đó chính là nghệ sĩ Mỹ Châu. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ thưa quý vị, khi nhắc đến nghệ sĩ Tấn Tài thì chúng ta nhớ ngay đến một cái làng hơi vô cùng đặc biệt. Cái cách hát, cái cách buông câu, cách nhả chữ cũng rất là đặc biệt và ấn tượng với quý vị khán giả trong suốt nhiều năm vừa qua. Cho nên là nghệ sĩ Tấn Tài đã từng được quý vị khán giả yêu thương tặng cho danh hiệu là ông hoàng đĩa nhựa. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ nghe lại giọng ca với cái hơi hướng giống như nghệ sĩ Tấn Tài, bày tỏ cái tình yêu thương của mình với một người nghệ sĩ lớn trong làng nghệ thuật cải lương từ phía thí sinh Thanh Hiền. Và Thanh Hiền sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát của soạn giả Viễn Châu, Bông Ô Môi. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bông cuốn rụng đầy trên sông, nhìn mây trời mong kẻ ly hương này đã quay về, sao trong dạ não nề hồi chuông buồn từ xa vắng. Bên bờ nhìn qua lá rơi
năm xưa chỉ còn cội đá già chớ vơ rổ bông. Gió đông ơi lòng ta đã ớn lạnh sao, gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rổ cánh rung tới bờ. Người cũ giờ đây sao vắng già đâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định, sương khói nhạt nhòa qua thấm cũng buồn trôi. Mười năm rồi còn chi nữa em ơi, mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương, em ở đây dưới bốn bề khói lửa. Làm sao ngày tôi sang nhà em ăn bát canh mồng tơi với nồi cơm gạo mới, rồi chia tay từ giả để lên đường. Em bơi xuồng ba lá tiễn đưa tôi tới tận đầu làng. Khi chia tay cả hai còn bình rình, nước mắt đôi dòng cứ ràng rủa trào tuôn. Về đi em lo rải bãi nương khoai, mình còn gặp gỡ khi thanh bình trở lại. Dù xa cách đầu non hay cuối bài, tôi dái dàng trời cho quê ngoại bình. Cú hồn thương quá à. Thở phào nhẹ nhõm hả em? Sao? Nói anh nghe coi cảm giác mình giờ thi xong thế sao nè. Cảm giác thì khỏe nhưng mà cũng vẫn còn run anh. Thi xong khỏe nhưng mà vẫn còn run. Em có thấy các vị giám khảo hỗ trợ mình không? Dạ có. À, rồi khán giả cũng cổ vũ cho mình quá trời luôn. Dạ. À, rồi nên là mình cứ tự tin nha. Xin mời các anh chị trong ban giám khảo ạ, mời chị Hằng. Trời ơi sao mà thấy đứt ruột vậy đó hả? Tại vì á là một người nghệ sĩ như các anh chị ngồi trên này chỉ là những người nghệ sĩ thôi, à, các em đã yêu quý mà các em đã đến đây để mang hết tất cả những gì mà cái bằng là cái gan dạ của các em để các em đứng lên trên sân khấu này, là cái đó là cái điều gọi là dũng cảm. Dũng cảm lắm luôn đó. Nên là em đứng em ca hết hai câu vòng cổ, em không tốt mồ hôi hột mà dưới này ban giám khảo tốt mồ hôi hột hết. Anh nói thật là cảm ơn em rất là nhiều lắm. Dạ xin mời chị Thầy Mỹ ạ. Công nhận nhưng mà vô câu vòng cổ đã thiệt nha. Yeah, dễ thương lắm. Vô câu vòng cổ chữ nào cũng giống chú Tấn Tài hết trơn á. Có nhiều nhiều khi là mình không biết nhịp á, thành ra là mình ca mình bị phân tâm. Chứ nếu mà em mà biết nhịp, chị nghĩ cái hơi của em nó đã ngọt, nó mùi rồi. Ừ. Mà giống nữa thì em sẽ ok lắm đó. Bây giờ có chịu không ca lại mà không có đờn, để em vỗ từng chữ cho mấy anh chị nghe em và quý vị khán giả nghe đi. Nha. Em dạ, ca vô tư rồi đó. Em ơi, em bây giờ em cứ tưởng tượng như thế này nha. Ở đây đừng có nghĩ là khán giả gì trơn, đừng có ông đó. Em cứ tưởng tượng em đang ngồi ở một cái bờ sông nào đó, trong một buổi tối, tiếng ẩn ương nè, tiếng dế nè, bắt đầu em ca không thôi. Đó, tiếng dế kêu nữa tao. Ca có tiếng dế kêu. Chấp cho anh thử coi nha. Rồi. Bông môi. Ca không cần đờn, ca không đờn nha. Thoải mái em luôn. Ca cho hay nha. Bờ nước năm xưa chỉ còn cội đá già chớ vơ rổ bông. Xuất sắc.
Gió đông ơi lòng ta đã ớn lạnh sao, gió đông còn thổi làm chi cho bông ô môi rủ cánh rung tới bời. Hay quá. Tiếp luôn em. Dạ tiếp luôn. Người cũ giờ đây đã vắng vàng lâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định, sương khói nhạt nhòa qua thấm cùng buông trôi. Hay, giống ghê không? 10 năm rồi còn chi nữa em ơi. Nói gì em thấy chưa? Mình xa nhau môi kẽ một phương buồn, tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương, em ở đây dưới bốn bề khói lửa. Hay quá. Dạ xin mời anh Kim Tử Long cho ý kiến ạ. Anh chỉ mong rằng em cố gắng làm sao, em đã có giọng rồi, sau chương trình này dù có vào trong hay không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là em hãy về học, học nghiệp để sau này anh Thoại Mỹ hay Thanh Hằng hay hàng triệu khán giả sẽ nhìn thấy một thanh hiền chững chạc, chuyên nghiệp đứng trên sân khấu cải lương để hát một bài tân cổ thật là tuyệt vời với thần tượng Tấn Tài ha. Dạ, cảm ơn các anh chị trong ban giám khảo ạ. Rồi, bây giờ vào trong nghỉ ngơi chờ đợi kết quả nha. Chúc em may mắn. Trời lạnh giá từng hồi cơn gió thổi, bông tuyết rơi, từng bông tuyết rơi rơi. Giống Minh Phụng vậy ta. Thu bơ vơ phiêu bạc xứ người, Minh Dương thương nhớ lắm quê nghèo mùa mưa. Chiều ở nơi đây trăng sáng quanh ta một vùng trời tuyết phủ. Ôi mùa đông xứ người buồn ba cái lạnh từ đâu như băng giá linh hồn. Nhìn xa xa từng sợi nắng thưa dần, thấp thoáng đâu đây tiếng nhạc lòng nhẹ nhẹ quay dạo lên bài giả cổ hoài lang. Ngó lại quanh mình trơ trọi có ai đâu, thì ra tiếng hát vang lên từ tâm khảm như tiếng lòng của một kẻ tha hương. Giữa chiều đông buồn nhớ thương về quê cũ. Phương trời nào ai còn nhớ chăng hả? Nơi gió ông xưa quê nghèo, ngày ngày bận con đò quê luôn ngóng trong người ta trở về. Năm tháng chưa hề phôi phai. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá. Như bụi ra đi trắng xóa trong mưa, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xứ lạ đón em là một vùng tuyết phủ đông lạnh từng cơn xe sắc lệ thương. Phương Hằng. Mấy mươi năm đời tôi giả cơ cầu, đêm từng mùa đông buồn nơi đất khách, hồi quê mình
đường trần phiêu lãng bao ngày qua, phương trời xa nhớ thương quê nhà hiu hắt, tuyết rơi mỗi khi đông về, trong gió nghe nào nói về quê nhà ta. Đã mấy mùa đông mấy bận tuyết rơi, mấy mùa mong đời lòng băn khoăn nỗi niềm hoài, giọng cô hương ơi sao cách biệt muôn trùng. Ngày lặng đêm nghe gió lặng náo lòng, chỉ thấy bơ vơ nỗi niềm trong lòng ta ở phương này mà hồn với gì đâu. Nhớ mưa đầu mùa tắm mát giữa dòng sông, nhớ nắng hạ chói chang ta gặt lúa trên đồng, mà bây giờ hình ảnh đó xa xôi, đợi mùa đông qua xuôi giá buốt tâm hồn. Diễn diễn quá, diễn cũng giống thôi nha. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ, nỗi lòng một kẻ tha hương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Lá chớ trên cây theo gió rụng lá đà, hỏi người đi và hỏi người ở lại, hai phương trời có đợi chờ nhau. Đông chưa tàn trong tiếng nhạc lao thao, người có thấy mùa phương đang mời gọi, quê hương và em vẫn ngóng trong dời dời, một người đi hò hẹn lúc tương phùng. Gió đông thôi lặng thơ bài, nhớ cho người nhớ lời thề năm xưa, cố hương thương mấy cho vừa, đông qua phương lại sao người chưa quay về. Wow, xinh quá à chị ơi. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hội ngộ bốn thí sinh của ngày hôm nay. Ban giám khảo cảm thấy như thế nào khi chúng ta vừa đến với cái phần hội ngộ này? Chị cảm động quá à. Thì mỗi một nhân vật mang máng một cái hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một bậc tiền bối đã hiện lên. Phải nói thật sự rằng là ở dưới này ba vị giám khảo chúng tôi ngồi đây xúc động lắm. Dạ, đó là cảm xúc của ban giám khảo. Còn bây giờ trước khi để ban giám khảo đoán xem những thần tượng họ hóa thân là ai, thì các bạn hãy giới thiệu qua một chút về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào MC Đại Nghĩa và quý khán giả xem đài. Tôi tên là Lưu Phước Quang, quê ở Cần Thơ. Phước Quang quê ở Cần Thơ, công việc hiện nay của mình là gì vậy Quang? Dạ, bây giờ là kế toán. Đó là Phước Quang. Xin mời thí sinh thứ hai. Mình tên là Hoàng Nhân, quê ở Cây Lậy, Tiền Giang. Công việc hiện tại của Nhân là gì? Dạ, hiện tại bọn Nhân đang làm công việc làm vườn trồng sầu riêng. Làm vườn trồng sầu riêng. Rồi bữa nay lên đây có mang trái nào theo không? Này đi gấp quá rồi không có mang theo. Đợt sau đi Đại Nghĩa ơi. Rồi, đợt sau nghe nếu như mình còn vào tiếp vòng trong. Vậy chứ nào giờ mình có đến với một cái sân khấu nào lớn như thế này chưa? Dạ, chưa. Chưa. Thành ra dạ, còn hồi hộp. Cho nên cảm xúc của mình thế nào? Cũng hơi hồi hộp luôn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn Hoàng Nhân. Tiếp theo mời em gái xinh đẹp nè. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến.
Và con đến từ vùng đất An Giang. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. Trời ơi, mình biết là mình hát cải lương hay và mình yêu thích cái bộ môn này từ năm mình bao nhiêu tuổi? Dạ từ năm con 3-4 tuổi là con đã đam mê. 3-4 tuổi thôi, lúc đó mình còn nhỏ quá, còn đang bập bẹ nói luôn đó. Sao mình đã đam mê cải lương rồi? Nhà có ai hát cải lương không? Dạ không, nhà con thì chỉ có 3 con đàn. Thì lúc nhỏ là con đã đi theo ba con đi hát luôn. Rồi cảm ơn con. Đây, cái nhân vật này làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi mà bạn ấy cất tiếng hát lên. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con là Nhật Anh Dương xin kính chào ban giám khảo và quý khán giả xem đài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dễ cương dễ sợ. Cái gì Dương nè? Dạ, Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương sống ở đâu và công việc hiện nay là gì? Dạ, con đến từ ngã 7 của Hậu Giang. Và công việc hiện nay của con là lúc trước á, thì là con ở nhà phụ mẹ này nọ kia. Và bây giờ con được giống như cô chú thương, có kêu con đi hát ở đâu, con hát ở đó. Là mình cũng đi hát ở dưới quê của mình thôi phải không Dương? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ chưa. À, bình thường là cái giọng nói mình dày luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, đến nay là nhiêu tuổi rồi Dương? Dạ, năm nay con 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi và có một cái giọng hát rất là đặc biệt luôn nha. Dạ, đó là một cái phần giới thiệu sơ qua về các bạn thí sinh đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đến cái phần thử thách dành cho ban giám khảo. Mời ban giám khảo đoán các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay hóa thân thành những thần tượng nào ạ? Chị hai em nói trước hay chị? Một thí sinh Lưu Phước Quang. À, khi nãy mà đèn chưa sáng lên là nghe em cất giọng hát lên rồi là ban giám khảo ngồi ở đây và khán giả cũng ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì thoang thoáng ở đâu có đó là tiếng của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Dạ thưa phải. Nghe cái chữ phải thôi cũng giống nữa. Phải, dạ. Én cái chữ. Tắt đèn rồi, nghe là tưởng đâu nghe trong cái băng cassette là cái tiếng của chú Minh Phụng là rõ ràng luôn vậy. Dạ. Đó. À, còn với Hoàng Nhân thì rất là giống anh hai Minh Dương. Rất là giống, giống nghệ sĩ Minh Dương. Có phải giống Hoàng Nhân? Dạ đúng ạ. Dạ, hai người đầu tiên là chị Hằng đoán chính xác rồi đó. Bây giờ hai người còn lại nè, mời chị thêm ý. À, bé Yến ơi, khi mà bé Yến vô câu vòng cổ đó thì chị Mỹ nhận ra cái rơ ca của chị Phượng Hằng. Chị Mỹ nhận ra, không biết quý vị có thấy đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi. Chính xác, dạ. À, em Dương, trời ơi, sao không tưởng tượng luôn luôn vậy ạ? Ghét quá à. Phải nói là vừa cất giọng lên là chị Mỹ ngồi không được, phải đứng luôn. Giống gì mà giống dễ sợ. Từ cái diễn, từ cái đưa tay đồ này kia nọ, diễn cũng giống chị Thanh Kim Huệ luôn hả anh chị ha? Giống gì mà giống dữ vậy? Bộ coi chị Huệ nhiều lắm hả? Dạ thì con cũng xin chia sẻ luôn là con sinh ra đó, con không được may mắn như mọi người. Thì lúc nhỏ là mắt con đã bị mù hoàn toàn. Con nghe cô hát đi hát lại hát đi hát lại. Rồi khi mà con thấy được ánh sáng á, cái con cũng có hát bập bẹ bập bẹ. Cái nhiều cô chú nói á là con hát cái tiếng rất giống cô Thanh Kim Huệ, con nên hát vọng cổ đi. Rồi cái con hát từ từ từ, nghe cô hát từ từ rồi cái thấm vô máu, hồi nào con cũng không hay. Con đứng trên sân khấu này, đây là lần đầu tiên của con phải không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy, cũng lung lắm. Cái cưng dễ sợ nói chưa? Cái tiếng trả lời cũng y chang chị Huệ à. Ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ với cái phần hóa thân này. Khi mà đèn còn tắt nha, các bạn kia hát, bạn này vẫn diễn say mê, vẫn đắm đuối. Vẫn đắm đuối mặc dù không ai thấy mặt mình cả. Lấy cảm xúc trước. Vẫn đắm đuối. Và mình thấy rằng cái tình yêu nghề của bạn rất là mãnh liệt. Dạ, đó là cái phần dự đoán của hai vị giám khảo về bốn bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay dành cho hai vị giám khảo Thanh Thằng và Thoại Mỹ. Bây giờ thì em nhờ anh Kim Tư Long phân tích nhiều hơn một tí cho các bạn để các bạn có thể thấy rõ rằng là mình còn thiếu sót cái điểm gì hoặc là cái điểm nào mà các bạn đã làm được để tiếp tục phát huy. Xin mời giám khảo Kim Tư Long. Trước tiên là cho Kim Tư Long chào bốn thí sinh và cho Kim Tư Long được nói cái người nhỏ tuổi nhất, Hồng Yến. Con là một giọng hát hiếm, con là một nhân tố rất đẹp cho sân khấu cải lương về sắc vóc, về khuôn mặt. Và hôm nay con thể hiện Phượng Hằng á, thì là chú nhìn con giống như Phượng Hằng cách nay khoảng chừng 30 năm về trước. Phượng Hằng cũng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tóc cũng để như vậy, mặt mày cũng như vậy đó. Rất 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 là giống Phượng Hằng ngày xưa, hồi lúc còn nhỏ. Còn giọng của con, như khi con cất giọng lên thì vô giọng cổ đó, nghe nó
có những chữ giống Phượng Hằng, nhưng cái chất của con không phải là 100% là cô Phượng Hằng. Nếu như con được lọt vào vòng trong thì con hãy nghe kỹ cô Phượng Hằng hơn. Anh Quang, tôi nói thiệt, tôi ái mộ, tôi cũng thần tượng Minh Phụng lắm, mà tôi không ngờ anh sao mà anh ca giống Minh Phụng quá trời quá đất. Còn với lại Nhân á, thì hôm nay thì anh không biết là em có sức khỏe em như thế nào, nhưng mà là em hát với giọng Minh Dương thì cũng chưa có phải là giống. Nó có một cái chất giọng riêng của em. Chứ còn nếu mà nói giống về chú Hai Minh Dương thì nó chỉ mới có được khoảng chừng 50% thôi. Dương ơi, anh rất là ngưỡng mộ em nha, rất là ngưỡng mộ em. Thứ nhất anh ngưỡng mộ em là tâm hồn em rất lãng mạn. Lãng mạn đây không phải là lãng mạn về tình cảm, mà lãng mạn trong nghệ thuật. Là trong bóng đêm em vẫn diễn, mà em diễn một cách gọi là say mê đó. Không có cần biết là xung quanh mình là ai cả. Sâu luôn. Mình chỉ biết rằng mình đang thả hồn vào cảm xúc lãng mạn của một cái bài hát. Đó là cái điểm mà cần nhất của một người nghệ sĩ mà em đang có. Rồi anh chúc mừng em là em có một cái làn hơi giống như chị Thanh Kim Huệ. Nếu như em vào vòng trong nữa, hãy cố gắng lên, ngọt hơn, mềm hơn. Một cái nữa là anh nhắc cho em, chị Thanh Kim Huệ chỉ có xuống cái như nãy của em giọng cổ. Chị Thanh Kim Huệ ít có như vậy lắm. Lâu lâu mới có một lần chỉ ca được như vậy thôi. Chứ còn thường là chỉ ca xuống giọng cổ ngọt thôi. Chị không có quặn xuống cái đó, mà nãy em có quặn. Cái quặn là cái gì, anh Long có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu cũng như là khán giả cái, hiểu không ạ? Cái cầu đi xuống xuống cổ đó. Và bây giờ Dương hát lại cái câu giọng cổ đó thôi, để mình có thể hiểu rõ hơn những cái lời phân tích của giám khảo Kim Tử Long để mình rút kinh nghiệm nha. Dạ, dạ con xin phép hát nha. Đó, trời ơi, nó dễ thương gì đó. Cưng quá trời. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Đúng rồi đó, tiếp. Nói lòng một kẻ tha hương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê. Đó, lâu phải đó. Không, quê chị Huệ cũng có lâu như vậy nha. Thì lâu lâu thôi à. Lâu lâu. 10 bài á thì chỉ mới có một câu như vậy thôi. Còn cái chính của chị á là không có cao quặng như vậy. Thì chính vì Dương nó tìm được 10 bài mà có một bài Dương nó mới lấy cái mà bài em nó nói đặc nghe. Biệt đúng không? Cái quặng đó mới là khó đó. Dạ. Nhưng mà anh mong rằng em vào trong đó em phải lấy những cái gì chính của chị. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã có những lời nhận xét và những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta ngay vòng thi đầu tiên này. Giờ 4 thí sinh mình còn rung không? Dạ hết rung rồi. Yến sao nè con? Dạ dạ còn. Vẫn còn luôn hả? Bây giờ phải làm sao cho con hết rung? Cho con đi vô. Cho con vô. Cho con vô bên trong á, phải không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành cho các thí sinh một vài phút để họ chuẩn bị cho cái phần thi quan trọng tiếp theo là cái phần song ca nha. Mời các bạn. Và đây là vòng thi thứ hai của các bạn thí sinh. Đầu tiên sẽ là phần song ca của hai bạn Ngọc Yến cùng với Phước Quang khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Minh Phụng và nghệ sĩ Phượng Hằng với bài Tân Cổ của tác giả Hoàng Song Việt, Nửa Đêm Ngoài Phố. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Chót trao nhau trọn đời, để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và có biết đêm nào ta hẹn hò, để tóm tắt những đêm buồn không. Đêm xuống từ lâu em vẫn đi đâu giữa lòng phố nhỏ, đôi mắt thâm sâu như dương sầu trong nắng gió
để kiếp bèo mây thêm nặng số ba. Trọ đêm này chỉ có một mình tôi, hãy vào đây mình tâm sự đôi lời. Bằng tiếng ca buồn heo hắt vừa dành ngôi, chỉ một đêm thôi rồi mai này đôi ngả. Bây giờ cũng dày dặn nắng mưa, tôi cũng xong kiếp giang hồ phiêu lạc. Đời người con gái đã không tròn tuổi mộng, thì có còn gì trao gửi bạn tình chung. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì yêu góp nhặt ân tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin đi kỷ niệm một đêm thôi. Giờ phút biệt ly mình còn gì nói nữa, em xin góp lại mớ tóc phong sương trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hẹn buổi tao phùng. Em đi về đâu trong sương khói lạnh lùng, một cánh chim giang hồ đời đò ngang để về bên
sao khuya làm kỷ niệm đôi bạn tình xa xưa. Ngày nào mái tóc em cài bông hoa ly để thay vào hương phấn thanh đô, anh sẽ chèo thuyền đưa cô gái miền quê hái bông súng giữa cánh đồng. Dạ, thưa ban giám khảo, sau phần thi song ca vừa rồi của Phước Quang và Ngọc Yến thì các anh chị trong ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Xin mời chị Thanh Hằng. Nói đến cái bài song ca Tân Cổ Giao Duyên Nửa Đêm Ngoài Phố này thì lại bước vào một bước nữa là Quang lại có một cái chất giọng cũng vẫn giữ vững, là coi như là cũng giống anh Năm Minh Phụng rất là nhiều luôn, cũng rất là giống. Nhưng mà có sợ là cái chuyện là hơi khớp, cái đó là cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tại vì Quang đâu phải là một người nghệ sĩ đứng thường xuyên trên sân khấu đâu. Cảm ơn cô Thật Hằng. Em cứ yên tâm đó đi, không sao đâu. Ráng cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Hy vọng rằng là Quang sẽ được vào trong nữa để Quang sẽ thể hiện thêm những cái trích đoạn. Chị rất chờ mong để nghe một cái giọng ca vàng, gọi là giọng ca vàng của chú Năm Minh Phụng nha. Cảm ơn Quang. Ngọc Yến, năm nay con mới có 16 tuổi thôi, con chưa thoát ra được hết, mặc dù là con rất rất là thần tượng cô Phượng Hằng, đúng không? Con rất là thần tượng cô Phượng Hằng, nhưng mà có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho trong cái những cái ưu điểm của cô Phượng Hằng con chưa có nắm vững vàng mấy. Phượng Hằng khi mà tống cái hơi lên để mà ca giờ vào câu giọng cổ đó, Phượng Hằng lấy cái lực thôi thôi ông ơi đó, coi như có những cái chữ mà Hằng coi như là Hằng chạy chữ có, rồi gịch trở lại ngân lại, rồi luyến lên rồi đều lái xuống đó. Đó cho nên Hằng có rất nhiều cái kỹ thuật rất là đặc biệt lắm. Dạ, mà để có được cái kỹ thuật mà luyến lấy mà đẩy lên xong rồi lèo lái xuống giống như chị nói thì phải là một cái làn hơi rất là khỏe đúng không ạ? Khỏe mà lại có một cái sự là rèn luyện, một cái sự rèn luyện để lấy hơi và giữ hơi, con phải ráng cố gắng nhiều thật nhiều nữa. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Chào hai bạn. Quang ơi, chị Mỹ hỏi Quang nè, nếu mà bình thường đó mà em đừng có ca giống thần tượng của em á, em ca khác hay là lúc nào em cũng ca giống thần tượng của em? Dạ chắc ca là giống. Thế mà ca là giống mà phải không? Là vì quá thần tượng luôn. Và cái cách ca của em là nó cũng giống vậy phải không? Cho nên là trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này, tuy không phải là cái bài để đời của chú Năm Minh Phụng, nhưng mà cái cách ca của em á, em xử lý, em lấy những cái của chú Năm Minh Phụng em xử lý cho cái bài hát của em, cho nên là chị Mỹ thấy rõ là em thần tượng chú Minh Phụng. Và trong cái cách em ca nhạc cũng giống nữa, chứ không phải là ca giọng cổ không. Cho nên là chị Mỹ chúc mừng Quang và giữ cái phong độ này nha. Cảm ơn. Riêng bé Yến, Yến ca rất hay, rất ngọt, giọng tốt lắm. Nhưng chị Mỹ thấy em hóa thân chị Phượng Hằng chưa được ha. Có cái câu 2 mà dứt câu 2 á, thì cái ngân thì em, chị Mỹ mới phát hiện em giống chị Phượng Hằng cái ngân đó thôi. Cố gắng, chị Mỹ mong chờ ở vòng sau em có thể ca đơn một mình em, thì có thể em lấy cái bài nào mà nặng ký cũng như là cái bài để đời của chị Phượng Hằng để em ca, để em bật ở cái vòng sau để cho ban giám khảo và quý vị khán giả thấy em hóa thân chị Phượng Hằng giống nhiều hơn nha. Dạ. Cố gắng nha cưng nha. Em thấy chị Phượng Hằng thường là cái cách ca của chị tống hơi, chị bắn ra rất là mạnh và từng chữ của chị nó rất là sắc. Sắc bén từng lắm. Từng chữ một nó tròn trịa và nó rất là sắc, nó rất là mạnh luôn. Mặc dù là cái kỹ thuật chị ở cái hàng thượng thừa rồi, cho nên là mặc dù là tống cái hơi ra mạnh nhưng mà cái chữ chị phát ra nó vẫn mềm mại, nó vẫn ngọt ngào. Trời, chị Phượng Hằng á, trời cho chị có cái giọng ca đẹp rồi. Cái sức khỏe của chị tốt nữa, cái lực của chị tốt lắm. Mà đặc biệt á, theo Mỹ biết
Mỹ hỏi chị Phượng Hằng và chị Mỹ, chị Phượng Hằng không giữ hơi ở bụng mà chị Phượng Hằng giữ hơi ở ngực. À. Chị giữ hơi ở lồng ngực của chị. Dạ. Đó, đó là cái riêng của chị. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ thử bé Yến hát lại một câu đi. Hát lại một câu mà mình giữ hơi ở ngực và mình phát cái hơi ra nó mạnh hơn, cái chữ nó sắc hơn, để xem coi như thế nào nha. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly, mình còn gì đó, giọng đó. Nữa em xin góp lại mớ tóc phong sơn trên đôi bờ vai nhỏ, giả từ anh cũng hiện buổi tao phùng. Đó, cái này em hơi giống nhiều hơn hồi nãy nè. Nhưng bây giờ em vô câu em cổ này chị thấy có. Tuy không có nhiều nhưng mà chị thấy có. Dạ. Nha, cố gắng nha Cương, giữ cái này rồi mình học tiếp. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Đối với tôi không có phân tích mà nhiều. Dạ. Tôi chỉ nói là anh Quang, anh ca giống Minh Phụng lắm. Cảm ơn. Những cái dấu sắc đó, những cái ếm hơi đó, đó đưa lên mũi. Người ta thường nói là giọng của Minh Phụng là giọng kim pha kẽm đó. Kẽm không? Kẽm là nghe nó bén, nó sắc, thé đó. Kim mà còn kẽm nữa. Đó, kim là đó. Vàng thôi. Vàng thôi. Nhưng mà vàng mà pha kẽm là nó gõ như nó nghe nó the thé đó. Nhưng mà cái the thé đó là một cái đặc trưng riêng của anh Minh Phụng. The thé nhưng mà nó rất là ngọt ngào, chứ không phải là the thé như cái thùng thiết. Anh Minh Phụng anh có cái đó mà không ai bắt chước anh được hết. Còn Phượng Hằng, tại sao con không có ca giống Phượng Hằng con biết không? Dạ không, con chú góp ý giùm con. Tại vì Phượng Hằng á, chị Phượng Hằng là giọng mũi và chị có một cái giả thanh rất hay. Cái giả thanh của chị khi mà chị đưa hơi gió lên là không có bao giờ mà tụt hết. Cái giả thanh của chị nó gần giống như là một cái tiếng chuông vậy đó. Mặc dù là người ta giả thanh là hơi người ta mỏng lắm, chị Phượng Hằng cái giả thanh của chị rất là mạnh luôn. Chị lợi thế được cái điều đó. Còn con không có cái giả thanh đó. Nhưng con lại thần tượng chị Phượng Hằng quá đi, cho nên là con mới đi thi là nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe các vị giám khảo phân tích và góp ý để mình có thể mình hoàn thiện hơn. Và thưa quý vị, ở phần thi tiếp theo sẽ là phần thi song ca giữa anh Dương và Hoàng Nhân. Hai bạn sẽ chọn hai trích đoạn trong hai vở tuồng với những cái vai diễn nổi tiếng của hai người nghệ sĩ thần tượng mà các bạn đã lựa chọn, đó là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Với nghệ sĩ Minh Vương thì có rất là nhiều những cái vai diễn nổi tiếng đóng dấu tên tuổi của nghệ sĩ Minh Vương, nhưng mà trong số những vai diễn đó thì riêng bản thân Đại Nghĩa nha cũng rất thích cái vai diễn Tần Lĩnh Sơn trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang của soạn giả Yên Lan. Và Nghĩa nhớ là khi còn nhỏ xíu như thầy nói đã nghe cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang với giọng ca của chú Minh Vương với cô Lệ Thủy và nghe và thuộc đến tận bây giờ, và đó là một trong những vai diễn mà khán giả cực kỳ yêu mến từ nghệ sĩ Minh Vương. Còn với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng như thế, cũng có rất là nhiều những cái vai diễn ấn tượng, và trong số đó có vai Thủy Cúc của vở Đường Gươm Nguyên Bá của soạn giả Hoa Phượng. Và ngay bây giờ hai thí sinh của chúng ta, đó là anh Dương cùng với Hoàng Nhân, sẽ thể hiện lại hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Vương trong hai trích đoạn này. Mời quý vị cùng theo dõi. Ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn sương, gối hành trang với chút niềm tâm sương. Xa em rồi khi em cũng mù xa, lìa dù hai phương cách ta, ngủ đi
xa thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bão xuyên nói định mạng sao phủ phàng ngang trái xuôi chúng mình phải đôi ngã chi sao. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tóc biệt một lần men sầu tê buốt đôi môi. Núi sông dời dời ngắn đôi duyên mình. Thấy cưng. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo khải thai tiếng lòng. Đúng mà. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo. Giống gì mà giống dữ vậy trời. Khải thai tiếng lòng. Lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử, thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ. Mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dân thấp thong trong mây thì thế tử ơi, thiếp đã mừng muôn. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đông. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà. Sẽ nhìn thế tử cạn chén này rồi chén nữa, như cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt. Thiếp cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu. Trách buổi tương hồi sau thời gian qua rồi. Lòng tiễn thiếp là như vậy đó. Thế tử rõ hơn ai sao còn nỡ lặng lời. Đó là những chuyện của những năm trước, hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ, bây giờ thì làm sao ta hiểu được. 6 tháng trước hay bây giờ, và mãi mãi về sau, cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thiết yêu thế tử vì nỗi đau lọc cả, mà ơn của Chúa Công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng. Sẽ mặc tình mạnh kéo trướng rượu, mặc tình phân hạ đã dẫn như cây tùng cây ba. Thì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chôn lạnh cùng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương. Sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu. Dạ, bớt run. À, rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì hết trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết. Và em có biết rằng là cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết, thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng luôn. Tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hả cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tinh Thần. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ. Thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó, những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó, nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi, mặc dù rằng em có cái âm giống ha. Anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em. Thật sự em là một hiện tượng mới. Hiện thời bây giờ, hồi nãy anh đã nói em ca giống chị Thanh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, chị. Fan ruột cải lương thì giờ phải hát một câu giọng cổ được luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi em. Cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha. Tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè. Đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè. Rồi chú Thành Được nè. Rồi má Úc Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Dòng họ Minh Phụng, Minh Cảnh, Minh Cảnh có anh ơi. Em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái tuồng Đêm Lạnh Chùa Hoang rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rụng đầy sân giang, thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa, trăng đã lặn trốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ.
Chén rượu ngày xưa không đậm đà tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Tiếp 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 tiếp.